Ryanair. Mấy bữa đi qua thì máy bay khác, đi về là máy bay khác nè cả nhà. Tạm biệt Spanian. Tuyệt vời, cái nước thật là tuyệt vời. Ủa trời, hồi nãy mình đi về cả nhà của các bạn biết không, nãy mình đi về á, mình thấy hả, người ta đi qua đây rất là đông luôn á, đông thật sự luôn, đông lắm luôn á, tại vì cái nơi đây là nơi dành cho du lịch đó mà. Mình cố gắng hết mình, khi mà máy bay hạ xuống ở tại nước Đức á thì mình sẽ quay từ trên quay xuống nha cả nhà của các bạn nha. Số 17 AB. Máy bay chưa có bay. Giờ đã lên rồi, trên máy bay này rồi. Máy bay Ryanair chứ Ryanair. Rồi cái chỗ ngồi cũng thoải mái, giờ cái chân để thoải mái giờ chưa, nó dài thật thường luôn á. This plane is very good too. Yeah, I bought for this. I bought this. Đó là cả nhà. Mấy bữa mình đi cái Eurowings bên đó đó, mình đi qua bằng cái máy bay đó, đi về bằng cái máy bay này đó, về bằng Ryanair. Đây my boy. Hả? Fan đang cái xe không đi chứ. Order to have space for the night luggage. Order book, như là hôm nay là cái chuyến bay là nó nghẹt luôn, nó nghẹt.